Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO nhé. Nếu mà các bạn muốn kiếm tiền free từ các dự án tiền điện tử ấy, thì các bạn làm theo hướng dẫn của mình để nhận coin free các bạn nhé. Thì những cái dự án coin free này sau này nó lên sàn thì các bạn có thể bán ra USDT hoặc là USD, tất cả các đồng tiền điện tử khác có thể trao đổi ấy. Thì lúc nào nó cho trao đổi các thứ ấy thì mình sẽ trao đổi sau. Còn bây giờ mình làm airdrop, tức là mình làm những cái dự án đón đầu của những cái dự án ấy. Tức là mình làm những cái nhiệm vụ như kiểu gọi là PR cho những cái dự án của nó ấy, đến với cộng đồng để cộng đồng biết nhiều hơn đến cái dự án của nó ấy. Thì thường xuyên ví dụ như một cái dự án nó có khoảng 100 triệu coin đi hoặc là 1.000 coin đi thì nó sẽ trích ra khoảng 5 đến 10% hoặc là 1-2% gì đấy để nó phát cho những cái người như mình, là những cái người gọi là tuyên truyền hoặc là PR cho cái dự án sản phẩm của họ ấy. Đấy thì mình nó sẽ có hai những cái chương trình chính là iRob và Bounty. Đấy, những cái chương trình như mình làm này là còn chương trình iRob, nó ghi ở đây này. iDrop the Fee. Con này là con swap swap. Đây là một cái sàn nó như kiểu sàn pancake swap mà các bạn đã trao đổi, cũng như là một số sàn khác như kiểu OneInk hoặc là Uniswap các thứ đấy. Thì nó cũng là một cái sàn như thế, và sau này thì mình cũng có thể swap ở trên này, các bạn có thể đào ở trên này, các bạn có thể farming hoặc là các bạn có thể staking hoặc là các bạn chơi xổ số rồi các thứ đó. Hoặc là các bạn có thể mua các đồng coin khác nhau, hoặc là các bạn nói chung làm từ thiện cái thứ, nói chung là có rất là nhiều cái để mà các bạn tìm hiểu đầu tư, tìm hiểu ở trên cái sàn, cái dự án này. Thế nhưng mà mình chủ yếu là mình kiếm free mà, cho nên là mình quan tâm đến nhất là cái chương trình iRob của nó là gì. Và chương trình iRob của nó là có khoảng 3 triệu 900 nghìn đô la cho cái chương trình Super iRob Defi của họ từ ngày mùng 10 tháng 4 đến ngày 20 tháng 4 các bạn nhé. Đấy thì các bạn làm theo hướng dẫn này. Đầu tiên là các bạn đây, nó có cái chương trình ở đây. Đấy. Thì các bạn sẽ đầu tiên là các bạn theo dõi Twitter nha. Thì mình sẽ ấn từng cái một để cho các bạn làm nhé. Ở đây thì các bạn thấy là cái thông tin ở đây thì các bạn ấn vào thì đúng là cái form này rồi. Thì các bạn sẽ ấn vào đây, theo dõi fanpage ở trên Facebook, theo dõi Medium, các bạn ấn vào luôn một thể nhá. Subreddit và cái gì đây? Like. Subreddit và like cái kênh YouTube của nó. À, mình nói cho các bạn một lần nữa là các bạn sử dụng chung một cái email nhé, chứ các bạn không sử dụng riêng cái email. Ví dụ như kiểu các bạn dán vào đây là một email khác mà các bạn theo dõi nó là một cái email khác ấy, thì nó nhiều lúc những cái dự án nó khó tính ấy thì nó check lại thì nó lại không thích như thế, nó thích là một cái ấy thôi, nó một thích là một cái email thôi các bạn nhé. Ok thì mình sẽ theo nó ở bên này. Vẫn đang bán loài cổ đó, cái dự án trước chưa xong. Đây các bạn ấn vào đăng ký này. Và đây thì các bạn ấn vào đây. Những cái dự án có website rồi có kênh YouTube rồi các thứ này là cũng khá là ok nha mọi người. Đấy, mình chưa biết là mai sau này mình có bán hay làm được cái gì không. Thế nhưng mà mình thấy như thế là ok. Các bạn chờ mình trade một cái lệnh ở bên này. Vẫn đang trade cái lệnh của cái dự án trước mình đăng lên kênh của mình rồi. Ok, tiếp theo là các bạn ấn vào đây, ấn flow ở trên Twitter nhé, ở trên Medium nhé. Nói chung là mấy cái dự án mạng xã hội này, Medium này, Facebook này, thích này, Twitter này, đấy đều các bạn đều phải có nhé, nếu mà các bạn muốn kiếm free các bạn nhé. Còn bạn nào mà chưa có thì các bạn phải đăng ký thôi, các bạn đăng ký xong thì các bạn mới làm nhé. Đấy, còn cách đăng ký thì các bạn nhớ là phải lên mạng rớt thôi, chứ không bây giờ không thể hướng dẫn các bạn đăng ký Twitter như nào, sau đấy đăng ký Facebook như nào, sau đăng ký Medium như nào, rồi đăng ký YouTube nào thì có mờ đến vài tiếng không hết đấy. Các bạn muốn làm cái gì là các bạn phải có sẵn đấy, như kiểu đi cấy là phải bừa sẵn á. Đấy, tiếp theo thì các bạn theo dõi cho mình mấy cái group ở đây. Ôi rồi sao bọn mày bắt tao theo nhiều thế, bốn cái group thì tôi lấy đâu group nhiều mà theo vậy. Đây đi, thử ra nào. Join nhé, các bạn ấn join. Quay lại các bạn tắt đi. Lại tiếp tục một cái bên dưới nữa, bốn phát luôn. Trời ơi, tôi lấy đâu chật nick rồi, Medium này ấy. Đấy, thông tin này các bạn có thể vào trong kênh Telegram group của nó để các bạn đọc rõ hơn về cái thông tin iDrop này nhá. Mình vừa mới thấy nó nhắc đến iDrop đấy. Ui, đầy rồi mọi người ơi. Tôi biết bỏ con nào đây. Bỏ một số con đi.
Hôm trước cũng chỉ chính vì bỏ này đấy mọi người ạ, cho nên mình trượt mất một con đấy. Một con các bạn ấy về mấy chục đô một ACC ấy. Mà cuối cùng mình bỏ cái group của nó không theo, thế là mẹ uổng công luôn. Các bạn rep từ đâu 100 người ấy, mà cuối cùng chẳng ăn được cái gì cả. Đây nó có thông tin cái gì đây này. Đấy. Nó bán trước ấy. Bán thì mình không quan tâm nhá. Đây các bạn vào đây nha. Các bạn nhớ là chúng ta sẽ điền cái email của mình nhé. Đâu ấy nhỉ? Email của tôi đâu rồi? Đây. Tôi sẽ điền cái email này đi, tại vì là cái email này mình có ở trên YouTube. Nó vướng vào cái YouTube ấy. Rồi name. Đấy, ví dụ của mình là Nguyễn Kỳ Anh này, số điện thoại này. Country thì các bạn chọn vào Việt Nam nhé. Tiếp theo ở dưới là ví BEP20. Đấy, các bạn vẫn sử dụng ví BEP20 ở trên MetaMask nhé. Các bạn sử dụng nền tảng Binance Smart Chain các bạn nhé. Đấy, có cái hình này này. Đấy, các bạn đừng có lẫn nhá. Một cái con BNB nhưng nó có hai cái mạng, mạng BEP20 và mạng BEP10 BEP2 và BEP20. Đấy. BEP2 là cái BNB thường, BEP20 là cái BNB Smart Chain nhé các bạn nhé. Các bạn phải hiểu rõ. Đấy, flow Twitter thì các bạn flow rồi. Đây nhá, flow rồi nhá. Dưới các bạn like cho nó một cái này. Vào profile này. Mọi người nhớ copy lấy cái tên này. Dán vào đây. Tiếp theo là red training, các bạn red training with hashtag với lại hashtag này nữa này. Và tag ba bạn bè. Đây nha, các bạn vào đây ơi. Vào đây, kênh chính của nó đây. Đây nha. Pinner nhá. Train này, train cái này. Hashtag thì các bạn tag thêm cho bạn mình cho mình ba bạn nhá. Bạn Dương. Các bạn bị mình tag này là các bạn thông cảm nhá. Cứ hôm nào cũng thấy mày tắc tao. Khổ thân. Đấy các bạn train. Tiếp theo các bạn ấn vào view. Đấy, các bạn sẽ copy lại cái link này nhé. Dán vào đây cho mình. Tiếp theo là flow Facebook và Facebook ở đây. Dán cái profile link thì mọi người vào đây. Copy profile link này. Dán vào đây. Nó chỉ cần like thôi nhỉ. Thích và like cho nó một cái bài viết nhé. Xuống dưới các bạn like cho nó một cái bài viết này. Rồi ok tắt đi thôi. Hai cái này tắt đi nhá. Rồi. Cái đến Medium nha. Thì mọi người sẽ hỏi nó là cái gì. Medium link profile thì các bạn theo rồi nhá. Và đây thì nó các bạn sẽ thấy profile của mình ở đây thôi. Đâu rồi, đâu rồi. Đây. Đây nhá. Copy lại dán vào đây. YouTube này, like thì các bạn dán cái kênh của mình vào. Channel này, copy dán vào nhé. Đấy, Telegram thì các bạn sẽ vào trong cái kênh của mình, copy lại cái tên của mình nhé. Đây. Của mình không phải cái này. Jonathan 1990. Dưới cũng thế nhá các bạn nhé. Invent by. Cái này thì các bạn dán cái tên của mình nhá. Là tên thế này nhá. Đấy sau đấy các bạn gửi đi là xong nhá. Đây. Đây là tên mình giới thiệu các bạn phải không? Thì các bạn sẽ đánh tên của mình. Còn người khác giới thiệu mình thì mình sẽ đánh tên của bạn đấy. Đấy. Các bạn nhá. Ok, thì sau đấy thì các bạn ấn gửi đi thôi nhá. Ấn gửi này. Thế là xong nhá. Các bạn check lại hết một lượt đi. Xem đã đúng chưa. Đấy, xem đã đúng chưa nhá. Đấy, đúng rồi thì các bạn sẽ ấn gửi đi thôi. Đấy, như thế thì các bạn sẽ thấy là 390.000 Patreon sẽ nhận được 10 đô sau phần Smart Chain. Hoàn thành tất cả các task này nhá. Các bạn giới thiệu bạn bè của mình thì nó sẽ cho thêm các bạn nhé. Chia sẻ 3 triệu 900.000 đô la từ cái dự án này. Nó ghi là 3 triệu 900.000 đô la nhưng mà không phải là đô la đâu, mà là cái coin của nó tương đương với cái số tiền như thế. Nhưng còn mấy kia coin của nó lít sàn, ví dụ nó không được như thế thì cái số tiền của mình nhận được, ví dụ mình nhận được 100 đô đi, mai sau nó lít sàn mình nhận được 1 đô thì đó cũng là cái chuyện bình thường nhé các bạn nhé. Ok, link mình để bên dưới video.